luôn đấy. Quá là ngon luôn. Không phải là bánh đa mà nó là quá bánh đa luôn. Giòn tan luôn, phồng được lên. Con này 97 cân. Quá đỉnh luôn. Tầm khoảng 16 giờ chiều, nếu bạn đi trên quốc lộ 31 hướng từ thị trấn Trũ xuống thành phố Bắc Giang, khi vừa qua ngã tư Tăng Tiến vài chục mét, bạn sẽ gặp một quán lợn quay cực kỳ đông khách. Quán mỗi hôm quay hai con lợn tầm từ 80 cân cho tới một tạ. Nhưng nếu bạn muốn ăn thịt lợn quay ở đây mà bạn đến muộn một chút thì chủ quán đành hẹn bạn hôm sau vì hôm nay đã hết hàng. Chào quay. Bình thường những cái cửa hàng khác thì có thể là bán những con lợn quay nó tầm độ 3 đến 40 cân. Ở cửa hàng này thì toàn quay lợn to, tầm độ 90 cân trở lên. Nhà được làm lợn 8 90 cân đến tạ nhé. Vâng. Lợn này thì không lo gì là nó bị bệnh, bị ốm. Lợn con thì có thể là người ta sẽ tận dụng, người ta mua những con lợn bị bệnh, bị ốm về người ta quay. Trước đây em thấy nhà chị là mỗi một buổi là hay bán được đến tầm 2 con. Màu da của nó vàng sộm, rộp bông như bánh đa luôn. Bác xem, bánh da nó giòn, bông như bánh đa luôn. Vâng. Ngày nào đi qua đây cũng thấy đông nghịt luôn. Vâng, nhà em. Mấy nay mưa rồi. Nắng lên thì thôi được, rất là đông lắm. Đi 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 đi. Ôi là con chó 2 cân 3 cân à? Đấy, cân đấy. Cân rồi phải không? Vâng. Ra đây luôn để về làm cỗ. Ok. Đây là quán lợn quay đông khách nhất ở dưới thị trấn Trũ. Xương thịt vừa. Con lợn gần một tạ mà vừa mang ra đã quá nhiều người vây lại và mua, chắc chỉ một lúc rất là hết thôi. Ngon lắm, nhau.
cho túi riêng, 50.000 là chỉ lấy mông. Lấy 50 nạc mông. Thế là vẫn đi theo xe này à? Đi theo xe đấy. Đi thẳng về. Cái miếng đấy thì nó cái đầu sụt nó không còn xương nữa. Đây em cho anh xem nó dài hơn chưa? Ừ, ngon quá. Nhìn em đi chị. 60.000. Xương đấy là họ sẽ lọc ra chị. Lọc lọc ra. Quán lợn quay này là vẫn nổi tiếng từ trước đến giờ rồi. Tại vì ngày xưa em đi qua đây là thấy rất đông, mà mỗi ngày là mua hai con, không phải, không phải là một con. Em ở đâu? Em ở xa lắm ạ. Quá chị ạ. Kênh nào? Sau này chị vào kênh Hãy Đi Để Trải Nghiệm. Hãy Đi Để Trải Nghiệm mà. Vâng ạ. Lại một xe ô tô nữa đang bắt đầu là đến để mua. Cho xin ít màu à? Miếng da cực kỳ giòn, phồng rộp như bánh đa. Cái xương sống đấy là lọc ra để bán riêng chị? Đúng rồi, xương này bán riêng luôn, không bán theo thịt ấy. Bình thường là cái ba chỉ này thì chị bán bao nhiêu tiền một cân ạ? Ba chỉ chị lọc xương lọc mỡ là bán 250 nhé. 250. Mông vai là 200 một cân nhé. Mông vai là 200, ba chỉ 250. Ok. Nhưng ba chỉ ngon nhé, lọc ngon nhé, 250. Quá ngon luôn. Đỉnh luôn đấy. Ba chỉ này nó như là ba chỉ. Bình thường ra một con lợn thì cái da cái bì này là không ai muốn ăn, nhưng mà khi mà quay lên thì da bì nó là đỉnh nhất, nó lại là ngon nhất, giòn nhất. Ông còn ngắm á. Đây là lòng. Lòng cũng ngon. Lòng ở đây cũng nổi tiếng rồi. Lòng ở đây thì làm toàn là dồi tiết. Em ơi, hộp là 220 em cả nhé. Cái lòng này là bán bao nhiêu tiền một cân? Lòng em ăn thập cẩm là 60, còn độc tiết không là 50. Độc tiết không là 50. Bán thập cẩm là 60.000 một cân. Thank you.
Giòn như bánh đa luôn. Đến đây nhiều người mua nhầm từ bánh đa thế. Cái đấy cô chủ bán hàng trên cây mãi. Cô chủ thì không xinh nhưng mà làm nó ngon mà. Đó là ít khi em đi có như này. Nhưng còn em không thích cái đoạn lạc ở đấy. Lọc tiết thì cực ngồi, thì ngon luôn. Ngân hàng MB. Cái hôm chị điện cho em ấy, thì em còn chị đánh bắt chị không nói mà chị điện. Ô thế thì nó nghe. Chị phải bảo là bác điện trước rồi chứ. Em bảo là người ta điện hết chứ, hết rồi. Thế thì chị không bảo là chị điện rồi. Thế là cứ còn nếu mà chỉ trong túi, tối thì tìm số điện thoại là. Là cái nằm 1997 chơi. Bao nhiêu? Một cân là tháng mấy? MB 1997. Bởi vì cái chỗ chị điện cho em cái số này cũng dân chị, có số cũng dân chị cơ. Xương tí nước không? Vâng, 100 thì chị lọc cho nhá, xương ngon hay xương dừa? Chơi 100 à? 100, mỗi loại 100. 100 đi. Cái này mông quá, mông bắn gãy chân được gì à? Có phải thôi không? Không bắn được tối thì bắn tiêu cái này à?
suốt ngày nó đòi. Đây cho nó đây, vét cho nó một tí. Ha ha ha.